Trực tiếp U23 Việt Nam 1-0 U23 Mông Cổ, Quốc Việt mở tỷ số. Với trình độ chênh lệch lớn, U23 Việt Nam sớm có bàn thắng vào lưới U23 Mông Cổ nhờ công của Quốc Việt. 13. Thêm một pha phối hợp hay của Việt Nam ở cánh phải. Pha phối hợp tam giác giữa Đức Việt, Thanh Nhàn và Đình Bắc tạo khoảng trống để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm. Nhưng pha căng ngang của anh vào trong hướng đến vị trí của Xuân Tiến bị hậu vệ Mông Cổ cắt được. 10. Việt Nam vượt trội. Trước đối thủ yếu hơn toàn diện, U23 Việt Nam hoàn toàn nắm thế chủ động và đưa ra nhiều tình huống uy hiếp không thành Mông Cổ. 3. Quốc Việt mở tỷ số sớm. Pha chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam, Đức Việt chọc khe để Quốc Việt băng xuống. Pha phá bóng một của Mangkor dù tạo điều kiện để tiền đạo Việt Nam đối mặt thủ môn và anh dứt điểm thành công với cú sút chân trái đưa bóng sâu kim đối phương. 15 giờ, trận đấu bắt đầu. Mông Cổ trong trang phục toàn xanh dương giao bóng trước. Việt Nam mặc trang phục toàn trắng. 14 giờ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trước giờ sung trận. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói: "Tôi biết người hâm mộ nước nhà đã kỳ vọng Olympic Việt Nam sẽ tạo được chiến tích tự như Thường Châu năm 2018, đánh dấu một thế hệ cầu thủ tài năng cũng như sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Muốn thế, phải bắt đầu từ trận đấu chiều nay với Mông Cổ. Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa trận đấu sẽ diễn ra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước, dù biết giải đấu này là thử thách cực đại. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy khó khăn tại ASEAN 2023 đang diễn ra tại Trung Quốc. Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng B với hai ông lớn U23 Iran và U23 Saudi Arabia, còn lại là U23 Mông Cổ. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, khả năng đi tiếp của đội bóng Đông Nam Á là rất thấp. Trở lại với trận đấu mở màn bảng B, U23 Việt Nam có trận đấu với đội bóng lót đường U23 Mông Cổ và đây là cơ hội tốt để họ tìm kiếm 3 điểm, qua đó chạy đà cho hai trận chung kết sống còn trước U23 Iran và U23 Saudi Arabia. Dù vậy, với tâm lý thi đấu giữ sức và thêm đội hình với phần lớn là các cầu thủ lứa U20, người hâm mộ không quá kỳ vọng thầy trò Hivi Hoàng Anh Tuấn sẽ có chiến thắng cách biệt. Cũng cần nhấn mạnh, U23 Việt Nam đang có phong độ không tốt khi để thua hai trận đấu mới đây tại ASEAN. Trực tiếp Olympic Việt Nam Olympic Mông Cổ 1-0, Quốc Việt mở tỷ số. Ngay phút thứ 3, đội tuyển Olympic Việt Nam đã dâng lên dẫn trước đội tuyển Olympic Mông Cổ 1-0 nhờ pha lập công của Quốc Việt. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 15 giờ 18 phút, 16, Olympic Việt Nam có pha phối hợp ăn ý từ tình huống đá phạt nhưng tiếc rằng đã không thể tận dụng thành công. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 15 giờ 12 phút, 10, đội tuyển Olympic Việt Nam đang là đội kiểm soát thế trận và tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 15 giờ 08 phút, 3, hậu vệ Mangkojo của U23 Mông Cổ và bóng hụt tạo điều kiện cho Quốc Việt băng xuống dứt điểm hạ cục thủ môn Batmat này, mở tỷ số 1-0 cho Olympic Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 15 giờ 01 phút, trận đấu bắt đầu. Olympic Mông Cổ là đội giao bóng trước. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 14 giờ 28 phút. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 14 giờ 27 phút, thành tích 5 trận gần nhất của Mông Cổ. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 14 giờ 26 phút, thành tích 5 trận gần nhất của Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, 14 giờ 14 phút, đội hình ra sân: Olympic Việt Nam, Quang Giang Chuẩn, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Đức Anh, Văn Khang, Đức Việt, Đức Phú, Xuân Tiến, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Đình Bắc, Olympic Mông Cổ, Serico Batmatnai, Khastulun, Bay Asensio, Ozo, Sopikun, Dunkun, Isis, Zubodirioa, Sopman, Senbien. Olympic Việt Nam và nhiệm vụ giành 3 điểm trước Mông Cổ. Chiều nay, ngày 19 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Mông Cổ trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá Nam ASEAN 19. Chúng ta đang đứng trước cơ hội giành vé đi tiếp. Hai đội tuyển Olympic Syria và Olympic Afghanistan đã rút lui khỏi ASEAN 19. Điều này dẫn đến bảng C môn bóng đá Nam ASEAN chỉ còn hai đại diện là tuyển Olympic Hồng Kông, Trung Quốc và Uzbekistan. Theo đó, ban tổ chức ASEAN đã đưa ra phương án là Uzbekistan và Hồng Kông, Trung Quốc sẽ thi đấu hai trận lượt đi và về để xác định môn nhất bảng. Cả hai đội nghiêm nhiên đi tiếp vào vòng mùng 1 tháng 8. Đây được xem là cơ hội cho Olympic Việt Nam để hướng đến tấm vé đi tiếp. Theo điều lệ môn bóng đá Nam ASEAN 19, ngoài các đội nhất, nhì ở mỗi bảng đấu, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng loại trực tiếp 4/5 bảng đấu. Tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Mông Cổ, Iran và Saudi Arabia. Nếu đánh bại Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên, Olympic Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào chơi vòng mùng 1 tháng 8 tại ASEAN 19. Đây cũng là đối thủ bí ẩn mà chúng ta không có quá nhiều thông tin. Lực lượng nòng cốt của Mông Cổ
tại ASEAN 19 chính là những gương mặt vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Đội hình của đối thủ này còn có sự xuất hiện của cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là Sorbea Barbea. Điều đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của cầu thủ Philip Andersen đang thi đấu giải hạng 3 Cộng hòa Séc vì không có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ trước đó. Mông Cổ còn nhiều hạn chế về lực lượng và chuyên môn. Đây là cơ hội để Olympic Việt Nam giành điểm ở trận ra quân ASEAN 19. Về tình hình tuyển Olympic Việt Nam, do mất nguyên một ngày di chuyển từ Hà Nội sang Hàng Châu, nên thực tế thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, thật ra với quỹ thời gian như vậy chúng tôi không thể làm tất cả mọi thứ được. Chúng tôi đã lường trước được vấn đề này. Chúng tôi cần điều chỉnh cái gì trước, cái gì sau. Theo chúng tôi thấy, trạng thái cầu thủ đang tốt. Việc đưa cầu thủ trở về trạng thái sung sức để chuẩn bị cho trận đấu hết sức quan trọng. Thứ hai, các cầu thủ phải có tinh thần tốt. Hai điều này, tôi thấy các cầu thủ Việt Nam đều đang có. Tinh thần hết sức thoải mái, hưng phấn. Sức khỏe cầu thủ đang ở trạng thái tốt, sẵn sàng cho các thử thách. Tại ASEAN 19, tuyển Olympic Việt Nam dù không đạt nặng thành tích, hướng đến việc cọ sát, tích lũy cho các cầu thủ, thế nhưng chúng ta vẫn quyết tâm vượt qua vòng bảng. Đây là thành tích mà trong hai kỳ ASEAN trước đây chúng ta đều vượt qua. Thậm chí, tại ASEAN 18 cách đây 5 năm, tuyển Olympic Việt Nam đã vào đến bán kết. Ngoài vấn đề chuyên môn, chúng tôi phải chuẩn bị cho các cầu thủ về tâm lý. Về mặt tâm lý, không phải đến đây chúng tôi mới chuẩn bị. Chúng tôi chuẩn bị từ những giải đấu trước, kể từ khi bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023. Mặt khác, các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia hay thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cũng đã có những trải nghiệm, kinh nghiệm thi đấu và sẵn sàng cho ASEAN 19. Chúng tôi chỉ việc nhắc lại cho các cầu thủ nhận thức rõ tính chất, ý nghĩa giải đấu lần này. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, trận đầu tiên gặp Mông Cổ vì thế rất quan trọng. Bởi ngoài việc tạo ra sự khởi đầu thuận lợi thì một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Olympic Việt Nam duy trì sức cạnh tranh so với hai đối thủ còn lại. Đó sẽ là những cuộc cọ sát chất lượng của tuyển Olympic Việt Nam. Nhiệm vụ giành 3 điểm quan trọng, nhưng điều mà chúng ta quan tâm hơn là màn trình diễn của các cầu thủ. Sau hai giải quốc tế của U23 Việt Nam, đội hình Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lần này được kỳ vọng sẽ có nhiều mới mẻ. Trận đấu giữa tuyển Olympic Việt Nam và Mông Cổ sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9. Khai màn ASEAN, U23 Việt Nam ăn mừng, Thái Lan, Indonesia nhận cái kết kèm vui. Theo bình luận viên Quang Huy, trong số 4 đại diện Đông Nam Á thi đấu hôm nay tại ASEAN 2022 sẽ chỉ có U23 Việt Nam được ăn mừng. Hôm nay, U23 Việt Nam khai màn ASEAN 2022 với trận đấu U23 Mông Cổ. Về mặt đẳng cấp, bóng đá Việt Nam vượt qua bóng đá Mông Cổ. Trong khi đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng hạng 95 FIFA thì Mông Cổ xếp tận hạng 183. Ở cấp độ U23, bóng đá Mông Cổ cũng không mạnh. Họ chỉ thắng đúng một trận duy nhất trước Đài Bắc Trung Hoa, thua tới 12 trận, hòa 4 trong 17 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Ngày 9 tháng 9 vừa rồi, U23 Mông Cổ cũng thua 1-2 khi giao hữu với U23 Campuchia. Hồi năm 2016, lứa U23 Mông Cổ khi đó còn thua đậm U23 Lào 07. Thế nhưng, bóng đá trẻ vốn rất thiếu tính ổn định, giàu sự đột biến. Như gần đây nhất, một U23 Việt Nam được đánh giá cao của huấn luyện viên Chau Si-hơi chẳng phải đã bị U23 Singapore, vốn bị xem như yếu hơn rất nhiều. Cầm hòa 2-2 đấy thôi. Tại ASEAN này, lực lượng U23 Việt Nam trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn kém nhiều lứa U23 trong tay huấn luyện viên Chau Si-hơi. Các cầu thủ sắp thi đấu ở Hàng Châu, Trung Quốc đa phần thuộc lứa U20. Thế nên, đối thủ U23 Mông Cổ e rằng không hoàn toàn dễ chơi cho U23 Việt Nam. Bình luận viên Quang Huy cho rằng, ở trận mở màn này thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải rất thận trọng. Bóng đá trẻ thì tính ổn định không cao. Nên trước hết, U23 Việt Nam phải chơi tập trung, không được chủ quan. Sau đó là cần phát huy được hết các điểm mạnh của mình. Ngày ra quân thì chúng ta phải chơi rất cẩn thận. Đề phòng như vậy, tuy nhiên bình luận viên Quang Huy cũng tự tin nhận định rằng chỉ cần chơi đúng sức, chơi tập trung, U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng chung cuộc. Theo tôi cảm nhận, U23 Việt Nam sẽ nhập cuộc tốc độ và linh hoạt. Chúng ta không được chủ quan nhưng cần sớm áp thế trận mở để đá với U23 Mông Cổ. Chúng ta không chủ quan nhưng có thể chủ động đã áp đặt được mà. Về mặt tỷ số, tôi nghĩ sẽ là 3-0 cho U23 Việt Nam. Chúng ta cứ thong thả thôi. Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Mông Cổ, gần như chắc chắn chúng ta ít nhất sẽ đứng hạng 3 ở bảng B. Qua đó, sáng cử ít nhất có tấm vé vượt qua vòng bảng, chọn 4 trên 5 đội hạng 3 xuất sắc nhất. Chiến thắng trước U23, Mông Cổ cũng sẽ là nguồn động lực to lớn để U23 Việt Nam đấu cường địch U23 Iran ngày 21 tháng 9 tới. Trở lại với loạt đấu hôm nay, 19 tháng 9, khu vực Đông Nam Á còn U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Myanmar thi đấu. Họ sẽ lần lượt gặp U23 Bahrain, U23 Kyrgyzstan và U23 Bangladesh. Theo bình luận viên Quang Huy, có khả năng ba đội Đông Nam Á sẽ đều không có chiến thắng. Trong đó,
U23 Indonesia thậm chí có thể sẽ thất bại. Với bóng đá trẻ, mỗi một giải ASEAN tới lại là một lứa cầu thủ khác nhau. Tôi cảm giác U23 Thái Lan và U23 Bahrain khá cân bằng, sẽ là một kết quả hòa cho đôi bên. Về trận U23 Indonesia vs U23 Kyrgyzstan, tôi cho rằng Kyrgyzstan sẽ chiến thắng Indonesia với tỷ số sát nút. Cuối cùng là trận Myanmar vs Bangladesh, tôi nghĩ sẽ là kết quả hòa.